Hello cả nhà, hôm nay hai anh em đi câu cá nha, đi câu cá Đắk Lắk. Đây, trên đường đi là chuẩn bị tới điểm câu rồi. Đây là ấp Hòa Xuân. Mình chạy từ cái cầu đường xuồng đi vào cái con đường 2,5 m là đường ranh nè. Chạy vào khoảng tầm 1 cây số là tới điểm câu rồi nha. Đây là điểm câu ở đây, mình lại đây mình câu Đắk Lắk cả nhà. Nghe nói ở đây Đắk Lắk bự bự không mà nhiều lắm. Đây là nó chạy từ ở sông chạy vô cống này nè, Đắk Lắk thiên nhiên nha, không phải Đắk Lắk nuôi đâu. Hai cái cần câu thục nhỏ thôi. Thử cái bữa nay thì câu được may mắn không nha. Đây là phía sau nhà có người ta thì vừa trồng đào rồi gì nè. Mà đào mùa này không có trái. Thì những cây đào thấy dễ thương không? Đó. Nhìn điểm câu thấy cũng lý tưởng đó các bạn nha. Mà trời hơi nắng á. Không có đem nón theo là chắc hồi cháy hết. Hôm qua có một đám mưa với gió nữa. Đám mưa cũng khá lớn á, lúa cũng sập sập hết một chút xíu rồi. Rồi đi dọc dọc trên con đường đê mình tìm cái chỗ nào mà nó có cái lùm cây á, mình ngồi cho nó có bóng mát chứ ngồi hồi cháy tóc luôn á. Rồi mình đi cũng khoảng chừng nửa cây số vô tới đây á. À, chỗ này nó có những cái cây nè, nó che mát. Ở chỗ này rất là lý tưởng luôn, ngồi ở đây. Rồi. Bạn câu mình đang móc lỗ để mà câu cho nó dễ nè. Thì lục bình ở đây cũng nhiều lắm. Rồi, đây là mình chuẩn bị căng kéo cần ga lưỡi đồ gì tóm sẵn hết trơn rồi. Cần thì rất là đơn sơ, cần nhỏ mỏng manh lắm, câu mò dế nha. Ở đây mình chưa có biết độ sâu nó bao nhiêu, bây giờ mình thử. Mà cái phao rất là đơn giản, con chỉ có lấy cái miếng mốt này cuột dây vô thôi. Nhíp. Ảnh câu dính nhiều lắm nè. À, anh cũng đi câu chỗ đó đó mà gần cái đó đó. Mà dính cái Đắk Lắk bự không nè. Đắk Lắk đồng, cá gô đồng bự cho bả luôn. Nó đồng à. Nó. Đã không? Đó bây giờ anh em gầy xong ra nhậu. Chạy chiếu vậy đó. À, anh em ngồi đơn giản cái lẩu năm chai đế. Bữa nay chắc câu ngồi ngủ nữa quá. Đó, cái lẩu trâu người một chai nha, người một chai đế. Anh là tên gì nha? Bình. Anh Bình. Còn anh đây giỏi. Anh giỏi, thấy anh giỏi. Làm nước chấm, nước chao, nước nấm thần. Đó, người ăn chay thì tự xử, người ăn ly, người ăn chay tự xử hết. Cái chỗ nào? Giờ trời. Trời ơi. Cái hai của ta đó, hơn cây á. Dây, dây thì ăn theo dây. Đi chặt hả gì không biết thường là gì nữa hả? Chạy về cái nè. Vô chặt đi nè, có nhỏ này nè. Trùng cái. Ủa bại động nước sôi để vô. Đó, bây giờ là tối rồi nè, đây là anh Châu, anh ố lộn, xin lỗi anh Nhân. Anh Nhân không phải Nhân Oán đâu nghe. Anh cũng vô sau chút xíu thôi à. Nãy giờ không có quay cái video nào hết trơn á. Đó, đây bầu là bầu ở đây là cứ hái là bỏ vô nồi thôi nè. Đó, vậy thôi. Bầu non mà chưa có hột, tượng hột luôn á. Anh em bây giờ đang lay rai mà cũng gần hết chai hết trơn rồi nè, mỗi người một chai là ở đây tổng cộng là 6 chai. Đó, hồi là ai mà nhậu nữa thì cứ tự vừa tay lên thêm chai thôi nha. Xin mới cho chứ không có cho. Vui không cả nhà, ở dưới quê là vậy đó. Cứ gặp nhau là ngồi lề đường góc chợ cũng ăn nhậu. Muốn cái gì có cái nấy đó chứ không giỡn đâu. Ngồi kế lề đường nè anh em. Đây rất là vui luôn. Ở dưới sông kế bên là sông luôn. Nhưng mà bây giờ tối rồi.
Đó, ban ngày là cứ thọt từng câu xuống là câu dính cá. Là nhậu luôn. À, câu là nhậu. Mới nới cũ nè cả nhà ơi, thấy cái lẩu trâu lên thì bây giờ có cái mồi khô này quá bán luôn, chấm nước mắm mè. Trời ơi sao chịu miền nổi. Miền quê tôi là gì đó. Quê ông này nó nhìn cái mặt này tôi nhậu dữ trời. Bây giờ cả nhà ơi, cảm ơn Diêu rất là vui luôn. Giờ ly mình cũng gần cạn chút xíu, còn dư chút xíu cù thôi. Thì còn chai còn như còn một khúc luôn nè. 21 đăng cái video này lên kỷ niệm miền quê đường xuồng, ghé ở nhà của những người anh em đường xuồng rất là thân thương luôn, thích lắm cả nhà ơi. Nói thì nói vậy chứ mình câu là câu cá thiên nhiên, mình bắt lên cá thiên nhiên nó đã hơn là mà con cá nó tưởng như là mình câu rồi. Trong đề đó. Thì đó, mọi người trên YouTube cũng vậy đó, họ đúng thích rồi. Bắt cá thiên nhiên hơn. Thiên nhiên bữa nay này dư ấy là nhăn chết rồi, nhăn. Bữa nào mà câu cá hơn Tam bữa nha. Tam. Ê câu bữa nào rủ bác Năm đi câu cá chim. Đúng rồi. Chim ở đâu? Chim chắc. Ai biết đâu? Bây giờ chim đen không có nè, chim đen chim chắc có chứ. Chim đen. Chim đen ngon hơn, chim trắng ngon hơn. Vô cả nhà ơi, vô. Em đặng này đủ. Mỗi một người là cũng cỡ là hơn một chai này rồi. Ê, lấy súng ống. Không, này đủ, súng. Súng với súng để đường xuồng cũng súng mạnh lắm cả nhà. Ừ, không có đạn. Đạn. Ừ. Công nhận rượu đế mạnh thiệt á cả nhà ơi. Đó là ảnh là luôn luôn khoái câu cần câu tre. Anh đây mà đứng lên hai câu. Alo. Đó, ở đó là cần câu cha của anh để đó, nó câu dính cá thất lắc chà bá, cái cô đồng chà bá đủ thứ, cái chê vàng luôn. Thích. Cần câu trúc là tôi thích hơn. Mà cái độ dính và nhạy. Nhạy là nó giật hay hơn tại cái cần kia quá gần câu cá thất lắc. Có thể là do mình quen sao? Không phải qua là quen, nhưng mà nhiều khi mà con cái nó quá quặn á, rồi con cá thác lát nó lạng vô trong kia, con cá bự nó phải lạng vô trong cái lục bình làm giật dễ xảy, còn cái này nó là nó có điệu đúng rồi, điệu giảm nhẹ khi mà nó vừa cắn rồi mình giật cái là nó căng và nó cũng có độ quặn, còn cái kia nó quặn quá giật chưa có dính mép lạng, nữa lạng có khi nó xảy luôn dạng vô chung á là nó sẽ ok dễ xảy. Cái cần câu như ấy, không bao giờ câu là hai ba cây cần mà mua đó mua, không bao giờ câu mà thích câu bằng cần tre đó, móc ngọt cái cây móc cái móc lục bình dưới ấy đó là đó. Đó, đó cũng cái một cái phao bình thường với cái cần tre cần chút vậy thôi đủ rồi, đâu cần máy chi cho mệt, cần máy câu không dính cũng như không. Lấy cái dao dạt thấy có độ dẻo chút xíu rồi nó đâu có tốn tiền làm bậy năm mấy chục chấm mà coi như là thục vô thục ra đó, mình hơi chịu khó mình cầm hơi xa nha chút, nhưng mà cái độ ở trong quê thì dễ à, mình cứ cầm mình chạy đi, nhưng mà cái độ nó an toàn là dễ hơn cái câu nhiều lắm. Đúng rồi. Không sợ. Em thấy cũng vậy đó. Rồi buồn. Cắn móng tay. Cắn móng tay luôn. Đây là thằng em tên Đức nè, rất dễ thương, ở đây rất nhiệt tình luôn. Trong quê này ai cũng nhiệt tình hết trơn cả nha. Ơi, dễ thương lắm. Còn thì tôi nghĩ là mai là anh em mình đi câu cái chỗ mà anh biết câu dính cá thác lát giống hôm nay vậy đó. Thì anh em mình đi câu á, em cái thành quả của nó đạt như không, nhất định nghe cái chỗ câu lý tưởng giống như anh kể nãy giờ là khoái muốn chết luôn rồi. Cái thành quả coi nó đạt được không, nhưng mà ngày mai tôi với hè là phải đạt. Có kết quả mới được. Bảo đảm với hè cá thác đồng ở đây ra chợ bán không có. Đúng rồi, không có cá thác lát đồng bây giờ hiếm, ra chợ mua cũng không có. Nhưng mà tôi bảo đảm là ngày mai có một cục chả cá thác lát để bự như nè, tôi cần phải câu cỡ nào tôi phải tìm hiểu ra. Anh hứa là thật đó nghe cả nhà ơi, nhất định là sẽ có đó. Vô đi, bây giờ anh em mình vô một cái đi, đập cá thác lát rồi cái đi cho Hà coi là chiên Đức á.
Không, tôi hứa là tôi phải làm. Anh em mình sẽ đi câu và có cá thác tôi lát hứa. Đập ra nguyên một cục cá thác lát. Là cá thác lát đồng lóc ra đàng hoàng cho dạ tôi lóc ra đàng hoàng dạ. Rồi cạo đàng hoàng đập. Đây là này. Cá thác lát đồng bây giờ hiếm lắm cả nhà ơi. Sau một thời gian ăn nhậu bây giờ là cũng tàn cột rồi nè cả nhà thấy không, bây giờ đâu còn cái lẩu cái gì nữa đâu. Giờ này mấy giờ ai cũng đi hết trơn, bây giờ còn có ba anh em à, khuya lắm rồi đó nha, bây giờ chuẩn bị đi về ai cũng xỉn hết trơn rồi, thì kể cả tôi cũng đã rất là xỉn. Ôi còn xe nữa. Xin kết thúc video tại đây, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại video lần sau ở dưới quê đường Sùng quê tôi, những anh em rất là thân thương. Bye bye.